Thưa quý vị, sau 3 ngày dừng tiếp nhận do lo ngại sự cố quá tải nơi xử lý rác, cho đến ngày hôm nay, bãi rác lớn nhất của thủ đô là khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn tại huyện Sóc Sơn đã tiếp nhận rác trở lại. Cũng cách đây khoảng 2 tuần thì bãi rác lớn thứ hai là Xuân Sơn tại thị xã Sơn Tây cũng đã dừng tiếp nhận 10 ngày để xử lý sự cố về môi trường do lượng nước rỉ rác quá tải. Đến giờ này, cả hai bãi rác của thủ đô đều bị quá tải về năng lực dự trữ, nhưng mà Hà Nội không còn bất cứ bãi dự phòng nào ngoài trông chờ dự án điện rác Thiên Ý đã chậm tiến độ cả năm nay. Đây là hình ảnh quen thuộc mỗi lần bãi rác Nam Sơn tạm dừng tiếp nhận. Công viên Cầu Giấy, hơn 20 xe rác chất cao quá đầu người. Ôi giời ơi, bẩn lắm, hôi lắm, nói chung là rất mất vệ sinh, với cả mỹ quan thành phố thì đổ rác rất là khó, vì bây giờ còn từ giờ thì các chú làm từ giờ đến đêm nữa cơ. Chỉ tính từ năm 2016 trở lại đây, bãi rác này đã phải dừng tiếp nhận khoảng 8 lần. Lý do của nhiều lần trước là người dân chặn đường xe chở rác, còn lần này là sự chủ động của công ty môi trường đô thị Urenco, đơn vị vận hành bãi. Tất cả đều xuất phát từ việc quá tải của bãi rác này. Thông thường, nơi này mỗi ngày tiếp nhận khoảng 5.000 tấn rác, chiếm khoảng 3/4 lượng rác của toàn thành phố, bao gồm 12 quận huyện, và chỉ đến cuối năm nay là hết chỗ chứa. Với cái công suất là 500 chuyến rác đưa lên và 500 chuyến rác xuống, thì quả thật là đến bây giờ rằng là tại khu liên hợp này đã rất là nguy cấp, đã quá tải trầm trọng. Còn đây là các hồ lưu chứa nước rác tại bãi rác lớn thứ hai của Hà Nội, là khu liên hợp xử lý chất thải rắn Xuân Sơn tại thị xã Sơn Tây. Vào tháng 10 vừa qua, nơi này đã phải dừng tiếp nhận rác trong 10 ngày do lượng nước mưa tồn đọng cũng như năng lượng hạn chế của các trạm xử lý nước rác. Thời điểm dừng tiếp nhận, nơi này tồn đọng khoảng 52.000 mét khối nước rác. Các hồ chứa đều vượt cao độ lưu chứa an toàn. Việc mà vận hành bãi và quản lý nước rác cũng phụ thuộc rất là nhiều vào thời tiết. Vì thế thì cũng đã tính toán được các cái sức chứa của các hồ để mà lưu chứa nước rác, mà khi mà thời tiết bất thường và với cái lượng nước mưa nhiều thì cái lượng nước rác phát sinh có thể là vượt so với cái khả năng xử lý. Sự quá tải tại bãi rác còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân xung quanh đây và cũng làm đau đầu chính quyền địa phương. Trước phản ứng của người dân, lãnh đạo thị xã Sơn Tây đã có cuộc trò chuyện trao đổi trực tiếp để xoa dịu tình hình, đồng thời cũng đã có kiến nghị để các đơn vị liên quan đưa ra các giải pháp bền vững cho môi trường tại đây. Theo cái quyết luận mới nhất của Ủy ban thành phố vừa rồi thì đồng chí Phó Tịch thành phố đã kết luận là đến từ năm 2022 trở đi là đưa tất cả vào một cái đơn giá xử lý và sẽ giao cho các đơn vị mà vận hành trong đó sẽ xử lý đồng thời cả nước rỉ rác và rác, tránh cái việc xử lý riêng lẻ như những năm trước đây, để xảy ra vào mùa mưa bão này thì cũng rất là khó khăn cho công tác vận động tuyên truyền địa phương. Mỗi ngày, Hà Nội phát sinh khoảng hơn 6.500 tấn rác sinh hoạt, được xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp tại hai bãi Nam Sơn và bãi Xuân Sơn, còn lại xử lý tại một số lò đốt rác nhỏ. Hiện hai bãi chôn lấp này đều trong tình trạng quá tải, còn dự án điện rác Thiên Ý, dự án đốt rác duy nhất của thủ đô, đến nay vẫn chưa có câu trả lời về ngày vận hành.